Đà Nẵng hiện có 8 kho chứa xăng dầu với nhiệm vụ quản lý, tồn chứa và xuất nhập xăng dầu cung ứng cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Đây là mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao, do đó thì việc nâng cao năng lực, duy trì công tác ứng trực đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây phải được duy trì thực chất và thường xuyên, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Kiểm tra đột xuất tại xí nghiệp xăng dầu Betex Hòa Hiệp Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ yêu cầu đội phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai xử lý tình huống cháy giả định xảy ra tại khu vực tiếp xăng dầu qua xe bồn. Nhanh chóng, quân số ứng trực phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, triển khai đầy đủ phương tiện và dập tắt nguồn cháy, ngăn chặn không cháy lan sang khu vực kho chứa xăng dầu. Với tình huống giả định tương tự, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành tại kho xăng dầu BVOI miền Trung Liên Chiểu cũng đáp ứng được công tác triển khai ứng phó xử lý ban đầu. Đây cũng là một trong 3 phương án được đơn vị tự kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Trong thời điểm Tết Nguyên Đán, công tác ứng trực đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại vị trí trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao luôn được duy trì thực chất và kịp thời xử lý nếu có vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy nơi sản xuất. Thực tế thì quân số ở đây là riêng trực ban phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi lực 24/24. Các vị trí còn lại thì bố trí khoảng 4-5 người là khi ra trường hợp kho không hoạt động. Còn khi kho hoạt động là khoảng 10-12 người thì quân số đảm bảo đầy đủ. Đặc biệt trong dịp Tết thì lãnh đạo cũng đã quan tâm và chỉ đạo từ xa, cũng như là lãnh đạo công ty chi nhánh và kho thì sẽ đi kiểm soát thường xuyên khu vực này, tại vì nó mặt hàng xăng dầu rất là nhạy cảm, thì đặc biệt công tác an toàn cũng như hàng đầu đó. Thì qua kiểm tra lần này, thì đối với các cái cơ sở xăng dầu thì trong cái năm qua thì với việc hướng dẫn của cơ quan quản lý nước về phòng cháy thì cơ sở cũng đã chấp hành các quy định và thường xuyên tổ chức cái việc thực tập, việc bảo trì trang bị phương tiện cháy tại chỗ. Về cơ bản là chúng tôi cũng thống nhất với tình huống giả định đã đề ra và cơ sở đã tổ chức tốt cái công tác chữa ban đầu. Trong đợt cao điểm giáp Tết, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các vị trí trọng điểm như kho xăng dầu, chợ, siêu thị trên địa bàn. Mục tiêu cao nhất là không để cháy nổ xảy ra.